Vậy là mình đã gắn xong hai cái tai này. Bây giờ mình sẽ dùng đến cái tờ giấy màu xanh này. Mình sẽ xoay ra một nửa cái hình nhá. Tròn. Bán kính mình sẽ để là 9 cm nha. Giờ mình sẽ cắt hình này ra. Giờ mình sẽ dán nó lên cái phần con gấu này. Cắt bỏ đi cái phần giấy thừa ở dưới nhé. Như vậy là mình đã dán xong này. Giờ mình sẽ đi làm cái mắt cho con gấu này nha. Mắt cho con gấu mình sẽ sử dụng bằng màu xanh. Mình sẽ cắt ra hai hình tròn. Giờ mình sẽ dán nó lên cái mặt con gấu này nhé. Sau khi mà đã dán xong, mình sẽ dùng cái bút màu nâu để mình vẽ cho nó một cái mũi. Và mình sẽ dùng bút màu đen để vẽ trong mắt nha. Trong mắt mình sẽ vẽ hình trái tim cho nó đẹp nhé. Mình sẽ dùng cái tờ cái bút màu cam để vẽ một cái miệng thật lớn nha.
Đó, mình đã vẽ xong cái miệng như thế này. Tiếp theo mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu hồng, mình sẽ làm một cái cây nha. Mình sẽ cắt ra cái phần giấy như thế này. Sau đó mình sẽ cuốn nó lại. Rồi cố định bằng keo nha. Giờ mình sẽ gắn cái này lên đầu con gấu nha. Như vậy là mình đã vừa làm xong một con gấu cực kỳ đáng yêu như thế này rồi. Các bạn thích thì có thể dùng những cái tờ giấy thủ công, tờ giấy màu để làm ra những con gấu giống như mình nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.